Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các nội dung về chính sách xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Về chính sách xã hội được quy định tại các điều 57, 58, 59 Hiến pháp năm 2013. Mục đích của chính sách xã hội là nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân dân, thực hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, chăm lo cho những đối tượng nghèo trong xã hội, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của bà mẹ, trẻ em trong quan hệ gia đình. Chính sách văn hóa được quy định tại Điều 60 của Hiến pháp năm 2013, nhà nước, xã hội bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với phương châm dân tộc hiện đại, nhân văn, kế thừa và phát huy giá trị của nền văn hiến Việt Nam, tư tưởng đạo đức, tác phong, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp thu văn hóa. Nhà nước, xã hội bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với phương châm dân tộc hiện đại, nhân văn, kế thừa và phát huy giá trị nền văn hóa văn hiến Việt Nam, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phát huy mọi tài năng sáng tạo trong nhân dân. Mục đích của chính sách văn hóa là nhằm bảo vệ những giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng con người Việt Nam có sức khỏe, văn hóa, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý chí, làm chủ trách nhiệm của công dân. Điều 61 Hiến pháp năm 2013 quy định về chính sách giáo dục, xác định giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, nhà nước phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, ưu tiên đầu tư cho giáo dục mầm non, giáo dục ở các vùng miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, tạo những điều kiện cho người khuyết tật, người nghèo được tham gia học văn hóa và học nghề. Chính sách khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 62 của Hiến pháp năm 2013. Khoa học công nghệ được xác định là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhà nước ưu tiên đầu tư khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư nghiên cứu và phát triển, chuyển giao ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ, bảo đảm quyền nghiên cứu khoa học công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Nhà nước tạo điều kiện để mọi người tham gia và được thụ hưởng các lợi ích từ hoạt động khoa học và công nghệ. Chính sách về bảo vệ môi trường, Điều 63 Hiến pháp năm 2013 quy định, nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng hiệu quả bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhà nước khuyến khích mọi hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, tổ chức cá nhân gây ô nhiễm môi trường làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục bồi thường thiệt hại.